Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến phòng kỹ thuật của công ty máy chủ mạng. Hôm nay khoa mình là Khoa, mình là chuyên gia chém gió gây bão về máy chủ. Hôm nay mình xin làm một cái clip và hướng dẫn các bạn cách cài iRack trên máy chủ Dell BOS. Thì iRack là gì? iRack là một nó là một cái tính năng mà tương tự như Alo trên máy chủ HP và hoặc là tính năng EMM trên máy chủ IBM. Thì cái iRack á nó giúp cho các nhà quản trị IT không phải đến trực tiếp ngồi trực tiếp tại máy chủ để mà thao tác cho nó, mà cái người quản trị có thể ngồi ở bất cứ đâu, như quán cà phê hoặc ở nhà, miễn sao là kết nối được internet và truy cập được vào iRack thì nhà quản trị sẽ có thể thao tác được trên cái máy chủ, như là tắt, mở hoặc thậm chí là remote thẳng vào BIOS để mà thay đổi các thông tin, hoặc thậm chí là cài đặt cả trên cài đặt hệ điều hành từ xa trên máy chủ. Là tính năng như thế. Thôi, hôm nay Khoa sẽ làm một clip hướng dẫn các bạn cách cài đặt trên máy chủ Dell nhé. Bây giờ chúng ta đây là máy chủ Dell đây. Đây là máy chủ Dell T430. Khoa sẽ nói sơ sơ qua về máy chủ Dell này. Thì máy chủ Dell này là hỗ trợ 8 ổ cứng 3.5, 8 ổ cứng 3.5 và tốc độ cứng của nó là 12 gigabit trên giây, nhanh gấp 2 lần so với ổ cứng thế hệ trước. Đây là cái service tab của nó, các bạn xem service tab ở đây. Đó. Đây là đèn panel để mà các bạn có thể thao tác cơ bản trên cái máy chủ, như là cái đèn panel này nó hiển thị cái thông tin, ví dụ là check, hiện tại là các bạn đang thấy là check cái nguồn đó, thì các bạn có thể dùng cái nút này đó để thao tác trên cái thông điệp này đó. Ok, bây giờ Khoa sẽ mở máy chủ anh đeo lên và cùng các bạn cài đặt iRack. Đây, máy chủ đã lên. Khi mà khởi động máy máy chủ Dell thì nó sẽ hiện ra những cái màn hình như thế. Thì các bạn, đây là màn hình này, các bạn nhấn F2 nhé, F2 để bắt đầu vào cái thiết lập hệ thống, system setup. Nó hơi lâu một tí, các bạn cứ bình tĩnh, cứ thong thả mà ngồi chờ, có thể các bạn lấy một ly nước hoặc là ăn một chút gì đó. Đây là website của máy chủ mạng. Chúng tôi rất là chuyên nghiệp về máy chủ. Các bạn có thể bất cứ thắc mắc gì về kỹ thuật và gì đó, các bạn có thể liên hệ với máy chủ thông qua website này. Liên hệ với máy chủ mạng thông qua website này nhé. Đây, màn hình đã khởi động nên là đến đây. Các bạn cứ để yên lại cho nó khởi động vào. Đây, khi mà hiện lên màn hình thế này thì các bạn nhấn F2. À quên, thì mình muốn nói thêm là tại vì đây là mình hướng dẫn các bạn cài trên cái máy chủ Dell T430, thì cái giao diện khởi động nó sẽ khác so với cái dòng máy chủ khác. Cho nên là khi mà các bạn sử dụng cái máy chủ khác thì các bạn cũng đừng bỡ ngỡ, và thực ra thì cái thao tác nó cũng như nhau thôi. Tiếp tục nhấn F2. Đây. Đây là màn hình và setup hệ thống. Các bạn có chọn ở đây iRack setting. Sau khi bạn nhấn chọn iRack setting thì nó sẽ vào cái trang bên trong là iRack setting này. Đó. Thì đây là cái phiên bản, cái dòng đầu tiên á, iRack setting version á, thì ra cái phiên bản cái version của iRack. Còn lại là cái dòng thứ hai là dòng firmware của iRack. Nó là 2.05.05.
Ở đây là các lựa chọn để mà thao tác cài đặt. Thì trong video clip này á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt thông qua bằng cách mình chọn network. Rồi, à quên nữa, à, các bạn muốn sử dụng đồ đó các bạn phải cắm cái dây mạng vào đây. Đấy, cắm cái dây mạng vào cái cổng này, cái cổng gigabit này, bởi vì hiện tại thì mình dùng iRack là iRack basic, cho nên là các bạn sẽ cắm cái dây LG45 vào cái bọt này. Còn nếu các bạn sử dụng iRack Enterprise á thì nó sẽ có một cái bọt riêng. Cái bọt riêng nó sẽ cắm ở đây. Hiện tại mấy chủ này đó, các bạn thấy cái bọt này không? Hiện tại thì mấy chủ này không sử dụng iRack Enterprise, cho nên là các bạn cắm vào cái bọt gigabit này. Còn nếu mà khi mà cái mấy chủ sử dụng iRack Enterprise thì nó sẽ có một cái bọt riêng. Cái bọt riêng các bạn cắm cái dây này vào cái bọt riêng này. Ok nhá. Phải cắm cái dây này vào. Rồi đây, các bạn chọn Enable và tiếp tục đi xuống dưới đây. Đây là địa chỉ IP, các bạn phải set địa chỉ IP cho cái iRack. Địa chỉ IP này á, tức là các bạn set IP này cho iRack, thì sau đó các bạn sử dụng á, các bạn muốn truy cập vào iRack á, thì các bạn sẽ truy cập thông qua địa chỉ này HTTP. Ở đây ví dụ là HTTP 2.192.168.1.72. Đó, các bạn nhớ chỉ định cái quay luôn nhé, và cả cái subnet mask. Đó, còn đây là IPv6 thì hiện tại thì các bạn đang dùng IPv4 thì các bạn không cần phải kê đến. Ok nhé. Khoa giả định rằng là Khoa đã chỉ định mấy chủ Khoa đã chỉ định cái IP của iRack là 192.168.1.72 và Khoa sẽ bắt lại. Rồi, khi bây giờ các bạn phải cấu hình thêm về cái password, cái username password cho cái user. Tại vì khi mà các bạn truy cập vào những cái địa chỉ mà http://192.168.1.72 á, thì nó sẽ hiện ra một cái màn hình đăng nhập. Và cái màn hình đăng nhập này nó yêu cầu các bạn phải có một username và password. Thì các bạn vào đây, các bạn chọn user configuration, click vào đây nhé. Đó, ở đây cái username là root nhá. Còn đây là cái phân quyền của cái user này. Đó, thì mình chọn cái phân quyền cao nhất là admin. Rồi ở đây là mình chọn cái password của cái user. Kho giả định rằng password kho đặt là 123456789. Ok. À, sau đó mình nhấn back. À, trước khi nhấn back thì nó sẽ hiện ra một cái yêu cầu là re-enter password, thì các bạn đặt lại password y chang lúc nãy, 123456789, và nhấn ok. Rồi các bạn nhấn back lại và nhấn finish để lưu lại cấu hình cho iRack. Các bạn chọn yes nhé. Rồi các bạn nhấn ok. Rồi, coi như là các bạn đã cấu hình iRack xong. Nhấn finish. Ok, bây giờ chúng ta sẽ test thử truy cập iRack. Đây là màn hình truy cập iRack được hiển thị trên cái trình duyệt Firefox. Đó là cái địa chỉ IP của nó. Địa chỉ IP mà lúc nãy các bạn đã set. Đó, 192.168.1.72. Thông thường mà lần đầu tiên á, khi mà lần đầu tiên mà truy cập vào trong iRack á, thì các bạn sẽ phải gặp những các bạn sẽ gặp cái thông điệp này. Thì mình đã từng chứng kiến qua nhiều trường hợp cái người quản trị IT thì không biết tiếng Anh, cho nên là gặp cái thông điệp này cứ tưởng rằng là đã setup iRack không đúng, cứ bối rối và cứ đi vọc đi vọc lại cố gắng cấu hình cho được iRack. Nhưng thực ra là người quản trị đã cấu hình đúng rồi, nhưng mà cái thông tin các người quản trị là không đọc được cái thông tin trong tiếng Anh trên này. Thực ra cái thông tin này nó cảnh báo là các bạn là hãy nhận thức được là cái rủi ro thôi, chứ thực ra là cấu hình đúng rồi. Các bạn nên chọn cái
Understand the risk. Rồi các bạn chọn Add Exception và chọn Confirm. Lần đầu tiên thôi nhé, lần đầu tiên mới bị vậy thôi, chứ còn lần sau là không sao cả. Đó, vào ngay, không vấn đề gì cả. Rồi ở đây các bạn chọn, các bạn gõ username là root như là lúc nãy các bạn đã cấu hình trong cái bài đó. Root và password lúc nãy là kho đặt là 123456789. Rồi các bạn nhấn submit lên. Đó, đã đăng nhập thành công. Đây là màn hình chủ của ai đó. Đó, đây là màn hình chủ rồi đó. Thì phía bên phải mà cái màn hình chủ ai đó á, nó có những cái option cho bạn lựa chọn, ví dụ như option server này thì dùng để xem các thông tin về log, tức là những cái thông điệp lỗi nó sẽ ghi lên đây và các bạn có thể xem vào trong này, hoặc những cái hướng dẫn mà khắc phục troubleshooting trong tiếng Anh, tức là khắc phục vấn đề. Hoặc là các bạn có thể kích vào đây để mà add license. Cái ARAC hiện tại chúng ta đang dùng là ARAC Basic. Thì ARAC Basic này nó có những tính năng hạn chế, và để mà dùng được đầy đủ các tính năng thì các bạn nên sử dụng ARAC Enterprise. Thì khi đó nó có license, các bạn add vào đây. Ok, đó là cái phần cấu hình ARAC. Đây là cấu hình mạng của ARAC, y chang như các bạn cấu hình trên phần trên BIOS. Thì ở đây nó cũng các bạn nó cho phép các bạn cấu hình địa chỉ IP. Đó, các bạn có thể sửa địa chỉ IP ở đây. Đó. Bây giờ tôi không muốn dùng là IP 1.72 nữa, tôi dùng một IP 1.36 cũng được hết. Các bạn cấu hình ở đây nhé. Đó. Và đây là chỗ cấu hình là cái user, quản lý user. Các bạn có thể thay đổi password. Đó, các bạn có thể thay đổi password hoặc là thêm user mới ở đây. Đây mình giới thiệu các bạn một cái tính năng ở đây là Power Terminal. Tính năng này để làm gì? Các bạn sẽ có khả năng theo dõi cái thông tin về nguồn điện như nào, hoặc các bạn có thể tắt máy chủ từ xa. Đây, các bạn tắt máy chủ từ xa, các bạn kích vào Power Configuration và Power Control. Đây, cái Power Control bạn sẽ nó có nhiều cái lựa chọn như là Power On System. Đó, tức là mở máy lên, tức là thế này, cái máy chủ của bạn nó đang tắt và các bạn chỉ cập vào alo. Các bạn chỉ cần vào alo rồi các bạn chọn cái power on system này để bật máy chủ lên, hoặc là các bạn chọn tắt máy chủ, power off system. Đó, đây là những cấu hình về những cái lựa option lựa chọn cho các bạn thao tác trên cái vấn đề mà tắt hay mở máy chủ. Còn những tính năng mà thêm thì các bạn có thể nghiên cứu thêm qua cái user guide của ARAC, hoặc là các bạn có thể liên hệ đội kỹ thuật, mình sẽ hướng dẫn thêm cụ thể hơn. Đó là cái clip hướng dẫn về cái các cấu hình ARAC trên máy chủ Dell, dòng máy chủ Dell PowerOS. Cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian theo dõi mình làm clip này. Hẹn các bạn vào chương trình kỳ sau. Chào tạm biệt các bạn.